Rồi, xin chào tất cả các bác đến với kênh của Quý Bắc Giang nha. Thì anh em là chưa xem thì bên em sẽ giới thiệu một chút sơ qua về sơ lược kênh nhá. Thì bên em là Quyết em Bắc Giang, chuyên tất cả giới thiệu review tất cả các dòng máy là Lifan, Longtin, Zhongshen, hãng nội địa của Trung Quốc nhá. Từ máy 110cc đến 175cc nhé các bác nhá. Đấy thì anh em xem kênh em bớt chút thời gian, anh em ấn nút đỏ giữ đăng ký và bấm nút chuông nha các bác nha. Và xem các bác cho một nút like như này này thì sau các bác thể xem lại cái kênh của mình nó dễ hơn. Đấy thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác một con Longzin côn tay và Longzin côn tự động nha các bác, 110, và hai số điện thoại liên hệ của bên em. Số trên là 0364011683 là hai cái số điện thoại của bên em. Cập nhật cho các bác là lúc nào bên em cũng on Zalo nhé. Các bác mua hàng các bác điện trực tiếp hai số điện thoại đó thì bên em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình đến cho các bác. Đấy, đầu tiên thì được rồi, xong rồi thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác là một con Longzin côn tay. Đấy, nhiều bác hỏi và có Longzin côn tay không, nhưng nhiều lúc của côn tự động. Đây, em giới thiệu con côn tự động trước nhá. Đấy. Thì cái dòng này thì trước là nó hay về cái dòng màu vàng đồng. Nhưng mà sau này thì họ để thấy cái màu hy đẹp hơn, họ sơn hay sao ấy. Thì bên em nhập về thì lúc lô màu hy, lúc lô màu vàng đồng. Đấy, đây con máy nó hiệu Longzin nha các bác nhá, chính hãng Longzin, tem mác đầy đủ ra khỏi nhà máy nhá. Hơi có lỡ lòng hơi 110cc. Đấy, 110cc nha các bác nhá. Đấy thì sau đây xem đi vào phần chi tiết sâu một chút để các bác ngắm trực tiếp về cái con máy này như này. Đấy. Máy Longzin này. Hàng nhà máy ra lên là chất lượng nó rất chi là ok nha các bác nhá. Đấy, đầu bò đã biết là nó sản xuất rất chi là mới. Con này mà gác lên xe các bác chạy nó thì nó tuyệt vời luôn rồi. Đấy, máy nó im đét luôn. Đấy, ISO 9001 à. Đây. Từ quay lại chút. Đấy, cái màu sơn ghi này thì em thấy nó nhã nhặn, nó màu nó vàng, nó phù hợp với xe được mình hơn này. Đấy. Còn hơi của nó là hơi 107 nha các bác nhá. Hơi như bình thường thôi. Thì máy 100 nó rất chi là yếu, nên là bây giờ là công suất này thì hoặc là cái hơi máy thì là nó máy 110 thì nó ok hơn. Đấy, cái cốt này cốt 17 này, các bác gắn xe hai bánh được ba bánh nó đút sâu cốt vào trong nha các bác nha. Đấy, nên là rất chi là tốt này. Đặc biệt là cái dòng này nó là chuyên lắp cho dòng Honda thôi. Nếu các bác làm Sirius hay là dòng khác ấy, thì là nó sẽ Yamaha ấy, thì nó sẽ bị lệch cái tai, các bác thể chế lại. Đấy, còn cái này nó chuyên cho cái dòng của xe Honda. Đấy, các bác nhìn những cái đường dây nó làm rất chi là ngon, đề nhẹ cái không mà kêu, mới lại để kể cái hàng hàng chất lượng này ra rất chi ok nha các bác nhá. Đấy, quay chi tiết từng một cái góc cạnh để các bác tham khảo, ưng được các bác cứ alo cho em là có hàng. Đấy, còn các bác gọi đến thì em báo giá chưa. Còn kênh máy của bên em nó bán khá là nhiều, ngày nào bọn em cũng review, nên tất cả các bác cứ đăng ký kênh nhé, ngày nào bên em cũng review về máy, nên nó chỉ cần 1-2 hôm các bác thể lắm bớt được hết cái xe phù hợp với các bác. Đấy, còn đây là con con Longzin côn tay 110cc nha các bác nhé. Cái này thì nó hàng nội địa nên nó đóng một cái chữ tàu này, chữ Trung Quốc này hoặc là chữ China. Đấy thì nó côn tay này, côn trước nhá, thì các bác lắp cho tất cả cái dòng xe. Nếu mà các bác muốn độ, nhiều bác cứ bảo độ côn ấy, nhưng không cần phải độ đâu các bác, mua trực tiếp có máy côn này luôn. Các bác độ đã mất 1-2 triệu rồi, có mua con mày này chạy nó quá ok luôn, máy mới chạy thì nó gọi là chất chơi luôn. Để các bác nào lắp lên con gym một côn tay thì đi chơi thì chất luôn. Đấy, anh em độ đi chơi cà phê côn tay đi giật sướng. Đấy, còn tem mác thì nhà máy nó rất chi ok nhá. Thì cái dòng này thì nó mới có cái màu xám này các bác nhá, còn thường thường nó là màu vàng đồng này. Đấy, có lô con này thì nó lại không ấy rồi, con này nó lại không có chữ Longzin nữa này. Đấy, có lô nó có chữ Longzin, có lô chữ tàu nhá các bác nhá. Đấy, chứ không phải là lô nào nó cũng có chữ Longzin đâu, nhưng mà chính hãng đây này các bác này, nhìn cái tem nhá, cái tem này. Đấy, hai con máy, đấy, con tem ISO 9001 này, đấy, tem khác nhau, đấy, toàn từ nhà máy Longzin ra thôi nhá, trong Queen Longzin, đấy, tem bên này cũng vậy thôi,
đấy, chứ không phải là chữ đây này chữ tàu, không phải hai lăng zin đâu. Đấy, em phân biệt cho các bác kể thôi. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp cho bên em nhá. Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Rồi. Long zin, Lifan. Đấy, rất chi là ok nha các bác nhá. Rồi các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em 0364011683. Các bác ủng hộ kênh thì các bác cứ điện trực tiếp mua hàng nhá. Rồi cảm ơn các bác đã xem video. Chào tất cả các bác.